Rồi tôi đi trước nha. Trời, để tôi gục ngay. Wow, hay quá vậy. Hey, cho anh rút với. Anh cá chơi thử đi anh cá. Mọi người, ngày mai là sinh nhật mẹ em. Em muốn làm một cái đèn kéo quân nhưng mà không biết làm sao hết. Vậy sao Vivi không đi mua cho lẹ? Nhưng mà tôi muốn làm một món quà đặc biệt dành cho mẹ. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm một chiếc đèn kéo quân cho mẹ của Vivi. Điểm đặc biệt của chiếc đèn kéo quân á là động cơ được làm bằng Lego Idu. Vivi, em đã chuẩn bị gì chưa? Dạ đây. Bây giờ mình cùng nhau làm thôi. Chúng ta sẽ làm một chiếc lồng đèn kéo quân thật là đặc biệt dành cho mẹ Vivi. Một tấm vé đi về tuổi thơ. Ok, rồi cất đồ đi. Để làm nên một chiếc đèn kéo quân, chúng ta cần phải có khung ngoài được làm bằng bìa cứng và giấy mỏng. Còn vòng xoay bên trong được làm bằng nhựa mica. Đây là nhựa mica trong suốt đó nha. Dạ. Em trang trí giùm anh bằng bút vẽ 3D nha. Dạ, để em đi lấy bút. Ok. Dạ, để em làm phụ cho. Rồi, bây giờ anh bắt tay làm vô. Mình sẽ vẽ một hình ngôi sao may mắn dành cho mẹ. Mình sẽ vẽ một hình trái tim cho mẹ của Vivi. Tới lúc sinh nhật, mình sẽ bắn tim cho cô quá trời luôn. Đóng tim luôn. Còn làm? Tôi sẽ vẽ một con thỏ để cho nó dễ thương. Cảm ơn hai bạn nhiều. Nha Vivi. Còn cái tới đâu rồi? Anh đang làm nè. Bây giờ anh chuẩn bị gắn động cơ để làm đèn sáng nha. Dạ. Các em nhanh tay lên. Em sắp xong rồi. Vivi dễ đẹp quá vậy. Trời ơi đẹp ghê luôn. Em xong rồi, còn anh xong chưa? Anh sắp xong rồi nè. Chờ anh chút. Mấy đứa xong rồi thì tiếp tục trang trí giùm anh đi. Dán hồ lên nè. Có đèn nè. Đèn trang trí đẹp lắm. Đưa cho anh cá đi. Nè anh. Bây giờ anh sẽ tiến hành lập trình nha. Anh ơi, cho em lập trình với. Em làm đi. Dạ, cảm ơn anh. Cái này đúng không anh cá? Cho tôi qua coi ông lập trình với. Nè. Ông gắn cái này lên nè. Cái này là lập trình cái thả cũng dễ lắm. Đúng rồi. Xong chưa? Thêm phần này nữa nè. Dạ. Rồi, bây giờ mình cùng nhau xem thôi. Wow. Hay quá Dễ thương quá Đẹp ghê luôn. Chắc mẹ em thích lắm á. Có con thỏ của tôi nhảy nhảy nữa kìa. Trời, có ngôi sao may mắn của tôi nữa kìa. Có trái tim của tôi luôn kìa. Cảm ơn con. Nè, đây là quà tụi con tặng mẹ đó.
Vậy hả? Cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Là cái gì vậy? À, đèn kéo quân. Tụi con tự làm đó mẹ. Giỏi quá vậy. Cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Con cũng muốn ôm. Anh tự ôm anh.